chủ trương trọng cấp cao, khinh cấp thấp trong xử lý kỷ luật là của ai? Việc áp dụng tiêu chuẩn kép trong xét xử các vụ án tại Việt Nam là điều hết sức phổ biến. Điều này đã và đang tạo ra những tiền lệ nguy hiểm về việc thực hiện thực thi pháp luật không công bằng và bình đẳng. Thay vì xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật, thì các cơ quan tư pháp có nhiều dấu hiệu cho thấy họ tìm mọi cách để giảm nhẹ tội cho các quan chức tham nhũng là lãnh đạo cấp cao. Ngược lại với dân thường và lãnh đạo cấp thấp thì lại được áp dụng những điều luật rất khắt khe. Tham ô tiền mua quà Tết cho công nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương lĩnh 66 tháng tù. Báo Tiền Phong vào ngày 6 tháng 3 đưa tin, tham ô tiền mua quà Tết của công nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Dương đã lĩnh án tù. Bản tin cho biết, vào ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Anh, cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, 5 năm 6 tháng tù giam. Phạm Thị Nhung, trưởng ban chính sách pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hải Dương, 4 năm tù. Và Phạm Dũng, phó ban chính sách pháp luật, 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo này đều bị truy tố về tội danh tham ô khi nâng khống giá để nhận chiết khấu hơn 220 triệu đồng từ việc mua quà Tết cho công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Sau khi vụ việc bị phát giác, các bị cáo và những người liên quan đã nộp lại số tiền hơn 220 triệu đồng nói trên. Công luận liên quan đến phiên tòa xét xử tại án Việt Á vào trung tuần tháng 1 năm 2024, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị phạt 5 năm tù. Theo đó, hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định, cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng đã ra chủ trương can thiệp và chỉ đạo trái pháp luật, giúp công ty Việt Á tiêu thụ test kit xét nghiệm trên địa bàn tỉnh này. Một phiên tòa xét xử vụ các quan chức tham nhũng trong vụ Việt Á. Theo cáo trạng, hành vi của ông Phạm Xuân Thăng đã tạo điều kiện cho công ty Việt Á thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 73 tỷ đồng. Bản thân ông Thăng đã nhận hơn 4 tỷ đồng từ Việt Á. Tại phiên tòa, ông Phạm Xuân Thăng đã thừa nhận những sai phạm như cáo trạng truy tố. Theo đó, ông được Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á cảm ơn 100.000 đô la sau Tết Nguyên đán năm 2021. Ngoài ra, ông Thăng cũng thừa nhận ông được cựu giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tiến đưa hối lộ 3 lần với tổng số tiền là 600 triệu đồng và 50.000 đô la. Đại án Việt Á là một vụ tham nhũng tiêu cực liên quan đến lĩnh vực y tế lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Công luận thấy rằng vụ án này có thể cấu thành hành vi diệt chủng có tổ chức, làm cho hơn 43.000 người dân Việt Nam đã phải chết oan ức. Vụ án còn trầm trọng hơn bởi sự vô trách nhiệm của nhà nước Việt Nam, sự nhẫn tâm và tham lam vô độ của quan chức trong quá trình xử lý đại dịch COVID-19 giai đoạn từ năm 2019 cho đến năm 2021. So sánh hai vụ án vừa kể trên, cùng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhưng với các phán quyết một trời một vực của các tòa án đã cho thấy rõ ràng là việc áp dụng tiêu chuẩn kép. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Một bên là một vụ án nhỏ trục lợi 220 triệu đồng do nâng khống giá gói hàng Tết của người lao động, bị Mai Xuân Anh, cựu chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phải nhận bản án 5 năm 6 tháng tù giam. Trong khi đó, bên kia là vụ đại án với hậu quả rất nghiêm trọng thì ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Đồng thời, cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhận hối lộ là hơn 4 tỷ đồng từ công ty Việt Á và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 73 tỷ đồng, nhưng lại chỉ bị phạt có 5 năm tù. Công luận cho rằng đây là sự bất bình, vận dụng luật pháp hoàn toàn vô lý theo tiêu chuẩn kép là điều không thể chấp nhận được. Theo định nghĩa, tiêu chuẩn kép trong lĩnh vực tư pháp có nghĩa là hai bộ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Xin nhắc lại, nói về sự phức tạp của hệ thống pháp luật Việt Nam, luật sư Ngô Bá Thành sinh thời có một câu nói nổi tiếng tại nghị trường Quốc hội rằng ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chủ trương trọng cấp cao, khinh cấp thấp trong nội bộ đảng là của ai. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Gộp tiền điện 2 tháng, thủ đoạn móc túi trơ trẽn của điện lực Hà Nội. Tiền điện của nhiều hộ gia đình ở Hà Nội đã tăng lên đáng kể sau khi Tổng Công ty Điện lực Hà Nội thay đổi lịch chốt số công tơ điện từ đầu tháng sang cuối tháng và chính thức thực hiện từ ngày 29 tháng 2. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện việc thay đổi lịch chốt công tơ điện có nhiều khuất tất, khiến nhiều người dân không đồng tình. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 4 tháng 3 đưa tin người Hà Nội choáng với hóa đơn điện tăng mạnh sau Tết. Bản tin cho biết, kỳ hóa đơn tiền điện tháng 2 năm 2024 của nhiều khách hàng trên địa bàn Hà Nội được ghi nhận tăng mạnh so với tháng trước, khiến nhiều người dân Hà Nội bất ngờ. Người Hà Nội đang choáng váng với hóa đơn tiền điện tăng rất mạnh. Theo đó, nhiều người dân tại Hà Nội đã chia sẻ trên mạng xã hội hóa đơn tiền điện của gia đình họ đã tăng đột biến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Trong đó có nhiều hóa đơn tiền điện tăng từ 2 đến 3 lần so với những tháng trước đây. Giải thích nguyên nhân tiền điện tăng, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, thay vì ghi chỉ số công tơ với khách hàng sinh hoạt, trải dài từ ngày 3 đến 20 hàng tháng, kể từ tháng 2 năm 2024, việc này được thực hiện vào cuối tháng. Theo đó, số ngày sử dụng điện của khách hàng trong tháng 2 năm 2024 thay là 31 ngày như trước đây đã trở thành tối thiểu 48 ngày và tối đa là 56 ngày sử dụng. Do đó, hóa đơn tiền điện lần này thể hiện số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng 1 và tháng 2. Đây cũng là lý do vì sao tiền điện lại tăng cao hơn. Bà Tô Lan Phương, trưởng ban kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẳng định, việc đổi ngày ghi công tơ vẫn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện, đồng thời mang lại tiện lợi cho khách hàng sử dụng điện, cũng như đảm bảo công bằng và tăng tính giám sát. Trên mạng xã hội và các diễn đàn, đa số người dân và dư luận không đồng tình khi cho rằng lý giải của ngành điện lực không thuyết phục, đồng thời coi đây là một chiêu trò của ngành điện lực nhằm móc túi người tiêu dùng để thu tiền điện với mức phí cao hơn trước. Hóa đơn tiền điện nỗi bất an của người dân Việt Nam. Lý do đổi giá tiền điện được xây dựng theo hình thức lũy tiến, nghĩa là sử dụng càng nhiều điện thì sẽ phải càng chịu mức giá cao hơn. Sau 30 ngày của tháng 1 năm 2024, đa số các hộ gia đình đều đã sử dụng điện của ngưỡng cao nhất của gia đình họ. Giờ đây, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội lại ghi thêm số điện tiêu thụ của tháng 2 vào với tháng 1. Như vậy, số lượng điện tiêu thụ chắc chắn đã bị đẩy lên để phải chịu giá điện ở mức cao, dẫn đến hóa đơn thu tiền điện tăng vọt. Facebook Hoàng Đắc Thọ ngạc nhiên thắc mắc rằng tại sao hóa đơn điện nhà em đợt này 46 ngày, trong đó có 6 ngày không ở Hà Nội, tức là tổng số chỉ có 40 ngày dùng điện, nhưng số tiền điện lại gấp đôi. Một comment khác lại giễu cợt ghi rằng combo tiền điện, tiền nước tăng méo mặt người dân, sao phải gửi thông báo tiền điện lúc 2 đến 3 giờ sáng nhỉ? Vị nào tư vấn kiểu gửi hóa đơn này là phản tác dụng, kéo dài thời gian chốt sổ, công tơ, rồi tích lũy tính lũy kế bậc thang là trên lưng người tiêu dùng. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết có khách hàng kêu rằng mặc dù ngành điện lén lút gửi thông báo tiền điện lúc 2 đến 3 giờ sáng để giảm sốc tâm lý người dân, nhưng không làm giảm bớt rung chấn của tôi khi nhìn hai cái hóa đơn thanh toán. Cả gia đình chỉ có 3 mống mà phải trả trên 2,7 triệu tiền điện cho lần này. Tháng này đóng tiền điện xong, cạp đất uống nước hồ sống nhé. Ngoài ra còn rất nhiều ý kiến khác bất bình khi đặt câu hỏi tại sao không chốt số vào ngày cuối tháng 1 hay từ cuối tháng 12 năm 2023 hay muộn hơn là vào tháng 3 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên công luận cho rằng tăng thêm vài chục nghìn với một hộ dân là rất nhỏ,
nhưng nếu nhân với 2,8 triệu hộ dân Hà Nội đang sử dụng điện thì sẽ là một con số rất lớn. Con số đó trong lần nộp hóa đơn này có thể lên đến 5.000 tỷ đồng. Đồng thời, công luận cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm bảo vệ người dân, không được để doanh nghiệp kinh doanh theo lối độc quyền, tự ý, tùy tiện, làm bậy để bù lỗ cho việc kinh doanh kém của ngành điện. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, đáng lẽ nhà nước phải giảm thuế, giảm giá dịch vụ, công trợ giá cho những ngành năng lượng chủ lực như điện, xăng dầu để mà hỗ trợ người dân. Nhưng ngược lại, nhà nước lại liên tiếp tăng giá điện, nay còn dùng tiểu xảo để mà tăng thu tiền điện, khiến đời sống của người dân đã khó khăn, lại càng thêm chật vật, khó khăn hơn. Phải chăng nhà nước Việt Nam lâu nay vẫn duy trì EVN như một con ngáo ộp và sử dụng nó như một thứ lá chắn để trút hết tội vạ, kể cả việc tăng giá điện, móc túi dân một cách vô tội vạ hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin gộp tiền điện 2 tháng, thủ đoạn móc túi, chờ chẽn của điện lực Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.